công ty mẹ của Google mất 140 tỷ đô la Mỹ vì chatbot AI trả lời sai. Bác, chatbot AI của Google cạnh tranh trực tiếp với chat, đã khiến công ty chủ quản bay hơi 140 tỷ giá trị thị trường dù chưa ra mắt. Cổ phiếu Alphabet giảm 9% trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 2 sau khi chatbot bác chia sẻ thông tin không chính xác trong một video quảng cáo đăng tải trên Twitter. Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft đã tăng khoảng 3%, Reuters đưa tin. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Google đang mất chỗ đứng trước đối thủ Microsoft. Trong video quảng cáo, một người dùng hỏi bác, tôi có thể nói với đứa con 9 tuổi của mình về những khám phá mới nào của kính thiên văn James Webb. Bác trả lời bằng một loạt gạch đầu dòng, trong đó có một gạch đầu dòng có nội dung, kính thiên văn James Webb đã chụp những bức ảnh đầu tiên về một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Tuy nhiên, theo NASA, hình ảnh đầu tiên cho thấy một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời được chụp bởi kính thiên văn rất lớn, VLT, của Đài Thiên văn Nam Âu gần 2 thập kỷ trước. Google đã đứng vững sau khi OpenAI, startup được Microsoft tài trợ khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, giới thiệu AI chat vào tháng 11 năm 2022. Chat khiến người dùng thán phục và tạo ra hiện tượng tại thung lũng Silicon vì khả năng trả lời chính xác và tự nhiên. Sai sót đáng trách của bác cho thấy thách thức Google phải đối mặt khi chạy đua tích hợp công nghệ AI. Trong buổi thuyết trình phát trực tiếp sáng ngày 8 tháng 2, Google vẫn chưa tiết lộ thời điểm tích hợp bác vào công cụ tìm kiếm. Một ngày trước đó, Microsoft công bố đã phát hành phiên bản tìm kiếm Bing tích hợp chức năng chat. Lỗi của bác được phát hiện ngay trước buổi thuyết trình của Google. Reuters là cơ quan đầu tiên chỉ ra lỗi của bác trong quảng cáo. Google đã dẫn đầu về đổi mới AI trong vài năm qua, nhưng họ dường như ngủ quên trong việc triển khai công nghệ này vào công cụ tìm kiếm của mình. Jim Luria, nhà phân tích phần mềm cấp cao tại GA Davison, cho biết,